Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, cây dây nhện là một trong những loại cây cảnh được rất nhiều người lựa chọn và sử dụng để trang trí trong nhà. Bởi cây dây nhện không chỉ có khả năng hấp thụ những chất gây ung thư, làm sạch không khí, mà loại cây này còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy rất tốt đẹp. Các chuyên gia phong thủy tiết lộ, cây dây nhện sẽ hút tài lộc, đặc biệt vượng khí, nếu như rơi vào tay những con giáp này. Chi tiết sẽ được Phú Quý Tài Lộc tiết lộ trong video ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Đặc điểm của cây dây nhện. Cây dây nhện tuy được trồng phổ biến, nhưng không phải ai cũng biết cây có tên là cây dây nhện. Vì ở nhiều nơi, người ta gọi loại cây lá dài này là lan chi, cỏ mệnh môn hay lục thảo trổ. Đây là loài thực vật thân thảo, quanh thân là rất nhiều lá, xếp thành từng lớp chồng lên nhau. Cây tuy thấp nhưng lá rất phát triển, dài và thẳng nhọn, thuôn về phần đầu rũ ra phía ngoài. Lá mỏng có hai màu chủ đạo là xanh và trắng. Khác với các loài cây khác là vào ban đêm, cây dây nhện có thể hấp thụ trực tiếp khí carbonic và các loại khí độc, không cần ánh sáng trả lại không gian thoáng đãng cho giấc ngủ của bạn. Vậy nên nó thường được trưng trong phòng ngủ. Theo nghiên cứu thì chỉ trong một ngày 24 giờ đồng hồ, một cây dây nhện có khả năng hấp thụ 85% khí formaldehyde có trong phòng ngủ của gia đình. Nếu trồng cây trong một khoảng thời gian dài, thì cây có thể tự mọc ra cây con xung quanh cây chủ. Chất dinh dưỡng từ cây mẹ sẽ chuyển sang để nuôi lớn cây con trưởng thành. Tác dụng của cây dây nhện. Theo nhiều nghiên cứu, lá cây dây nhện chứa chất giúp hút tia điện tử có hại từ máy tính và các thiết bị điện tử nói chung, nên là cây cảnh bảo vệ rất tốt cho cơ thể, đặc biệt là cho mắt. Cây dây nhện cũng giống như các cây xanh thông thường, có khả năng thanh lọc không khí, giúp cho bầu không khí luôn trong lành, dịu mát. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của NASA đã được công bố, màu xanh của lá cây dây nhện được chứng minh có thể giúp tăng 20% trí nhớ và tăng 10% hiệu quả công việc. Chính vì thế, cây dây nhện rất được ưa dùng làm cây cảnh để bàn làm việc hay đơn giản là bày trong phòng làm việc bởi tác dụng đặc biệt này. Cây dây nhện trong phong thủy. Trong phong thủy, cây dây nhện có ý nghĩa mang lại nhiều may mắn, an lành cho gia chủ. Cây dây nhện, xét về mặt khoa học, có thể mang lại cảm giác thoải mái, giảm áp lực, stress, có thể chữa được bệnh trầm cảm, nên còn mang ý nghĩa giống như một luồng khí tốt, giúp lưu thông vượng khí trong văn phòng, đem lại sự bình yên, may mắn cho người sở hữu nó. Lá cây dây nhện luôn xanh mướt, điểm tô những sọc trắng chạy đều từ đầu lá tới cuối lá, thể hiện sự thông suốt, sáng lạn. Thân cây là một thân tỏa lá về bốn hướng, thể hiện sự mạnh mẽ vươn xa, chí hướng bay cao, luôn hướng tới những điều tốt đẹp phía trước. Theo các nhà nghiên cứu về phong thủy cây nội thất, cây dây nhện còn có tác dụng giúp cân bằng trường khí, điều hòa và hấp thu những nguồn năng lượng xung khắc trong văn phòng. Nhờ đó giúp mang lại một không gian sống hài hòa và yên bình. Trong không gian sự nghiệp, cây mang lại may mắn về đường tiền tài, danh vọng, giúp sự nghiệp thăng tiến. Đồng thời, cây dây nhện cũng có ý nghĩa giúp cho mối quan hệ với đồng nghiệp, với sếp cũng tốt lên. Nếu kinh doanh riêng, bạn nên bày một cây dây nhện trong nhà với ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn, giúp cửa hàng đông khách, làm ăn ngày một phát đạt. Nếu tặng ai đó một cây dây nhện sẽ mang ý nghĩa chúc may mắn, mong người đó có cuộc sống không lo âu, cuộc sống luôn vui vẻ, bình yên và lạc quan. Cây dây nhện hợp mệnh gì? Cây dây nhện là cây cảnh phù hợp với những người mang mệnh thủy và kim. Những người thuộc hai mệnh này, nếu đặt trên bàn làm việc hay trong nhà sẽ thịnh vượng, may mắn và hanh thông trong công việc. Mệnh kim, cây dây nhện là một trong những loại cây cảnh mini thuộc hành kim. Do đó, đây là cây bản mệnh của người mệnh kim. Đặt một chậu cây dây nhện trong nhà hay trên bàn làm việc sẽ luôn mang lại may mắn trong công việc và hạnh phúc trong chuyện tình cảm.
Mệnh thủy. Người mệnh thủy muốn có nhiều quý nhân phù trợ, tài lộc dồi dào thì không thể thiếu một cây lan chi. Người mệnh thủy thường phù hợp với những loại cây có lá, thân, hoa có màu xanh thẫm, đen, trắng, ghi. Theo ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, người mệnh thủy nên trồng loại cây này để tăng phúc khí, may mắn và gia tăng các điểm lành trong phong thủy. Ngoài ra với bản mệnh khác, gia chủ có thể lựa chọn chậu trồng cây có màu sắc tương sinh với bản mệnh của mình. Cụ thể, gia chủ mệnh hỏa chậu màu đỏ, tím, vàng, hồng. Gia chủ mệnh thổ chậu màu vàng, nâu. Gia chủ mệnh mộc chậu màu đen, xanh lá cây. Cây dây nhện hợp tuổi nào? Tuổi hợp nhất với cây dây nhện là những người mang tuổi Sửu. Cây dây nhện sẽ mang đến cho người tuổi Sửu những công dụng tốt cho không gian sống cũng như sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, cây dây nhện còn giúp mang lại bầu không khí trong lành, xua đuổi những điều xui rủi không mong muốn. Vâng thưa quý vị, về mặt nội thất, cây giúp không gian sống hài hòa. Về mặt tinh thần, cây giúp con người giảm căng thẳng, tốt cho sức khỏe. Còn về phong thủy, một số loại cây mang ý nghĩa đặc biệt, thu hút tài lộc và may mắn. Một số loại cây nên trồng trong nhà có thể kể đến như sau. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Một là cây kim tiền. Đây là loại cây được rất nhiều người lựa chọn, được xem là cây phong thủy trồng trong nhà được ưa chuộng nhất. Những tán lá xum xuê tượng trưng cho sự phát triển của gia chủ về kinh tế, tiền bạc nhiều không đếm hết. Hơn nữa, lá đẹp, bóng, xanh mượt, tán cân đối và tương đối dễ tính. Kim phát tài thể hiện sức sống với những ngọn lá vươn cao, đầy sung sức. Người ta tin rằng nếu trang trí phòng khách của mình bằng cây kim phát tài sẽ mang đến nhiều may mắn, sự thịnh vượng cho cuộc sống sau này. Thứ hai là cây kim ngân. Kim ngân là một trong những loại cây cảnh được nhiều người ưa chuộng nhất khi đặt trong nhà. Riêng tên của loại cây này, kim ngân tức là tiền vàng, đã mang đến ý nghĩa giàu có và may mắn. Loại cây cảnh phong thủy này thường được đặt ở khu vực cửa chính của phòng khách. Thứ ba đó là thiết mộc lan. Thiết mộc lan là loại cây cảnh phong thủy trong phòng khách. Cây có lá màu xanh, có sọc trắng ở giữa. Hoa của cây khi nở màu trắng hoặc vàng nhạt, có mùi thơm ngào ngạt. Cây rất phù hợp cho việc trang trí hoặc làm cây cảnh trồng trong nhà, trồng ngoại thất cảnh quan. Ngoài các yếu tố về mặt phong thủy được rất nhiều người quan tâm ở loại cây này, cây có khả năng hấp thụ, làm sạch không khí, lọc bớt các khí độc sinh ra khói bụi công nghiệp hoặc ra sử dụng điều hòa lâu ngày. Thứ tư đó là cây ngọc ngân. Cây ngọc ngân còn được các cặp đôi gọi là Valentine. Trong tình cảm, nó được đại diện cho tình yêu. Nó sẽ là một món quà ý nghĩa đối với các cặp đôi. Sau sự nghiệp, nếu đặt cây xanh phong thủy này ngay cửa sổ, phòng khách hoặc bàn làm việc, thì ngọc ngân sẽ mang đến sự may mắn và bổng lộc cho gia chủ. Những lưu ý khi đặt cây phong thủy trong phòng khách. Chọn những loại cây cảnh phong thủy trong phòng khách với đặc điểm như sau. Những cây cảnh có dáng tròn đầy, xinh xắn, tán lá rộng, màu của lá đậm đà, xanh mướt, không bị sần sùi hay sâu hại. Thân cây láng, không có gai nhọn. Ngoài ra, mật độ đặt cây trong nhà cũng ảnh hưởng tới phong thủy. Bởi nếu để quá dày, cây sẽ làm che lấp ánh sáng trong nhà, làm giảm dương khí, tác động xấu đến tài lộc và vận may của gia chủ. Đặc biệt, khi trồng cây cảnh phong thủy trong phòng khách, tránh để cây bị chết hay khô héo. Loại cây và vị trí trưng cũng rất quan trọng. Gia chủ hãy tham khảo các loại cây hợp mệnh, cũng như công dụng trang trí của từng loại cây để chọn được cho mình loại cây phù hợp nhất. Quý vị thân mến, trên đây là những lưu ý khi trồng cây phong thủy. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.